Bà Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Trưa hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2023. Nguyên cái lô bò hấp kem 3B mới về rất là đẹp. Giá rất là mềm. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại anh xem cùng tham khảo. Xem xét thấy chuộng chốt, thấy giá mềm thì chốt giùm em vài cặp, em đi cái xe nhà em giao tận nơi anh chị luôn. Nguyên diện nguyên cái lô bò 3B quá đẹp anh chị ơi. 3B bông, 3B đen mà màu sao muối tiêu có nè, rất đều tương tự như nhau. Nguyên cái giải bò mấy đây đâu 3B bò rất là đẹp anh chị, giá rất là mềm luôn. Anh chị bắt bò có bổ béo, cái đợt này là anh chị bổ béo nó có lợi nhuận nè, mình lời nhiều nè, cho nên cái nguyên cái lô bò 3B này là 7 3B, 7 3B giá rất là mềm anh chị. Mấy bò lúc trước là ngoài 30 triệu, bây giờ nó có mấy triệu, giá đánh tụt xuống 7-8 triệu con, giá rất là mềm luôn. Anh chị có thời gian đến với trại em xem, còn không có điều kiện thời gian thì trại bò em nhận qua Zalo lần nữa để anh chị xem. Bò xuống trại xong rồi sớm thì cầm cái máy cũng lao chào thôi. Anh chị thông cảm, thì hồi xuống bò cầm máy nó lao chào, bò xuống trại nó đứng thần chuẩn xong rồi em quay lại cái nữa để anh chị xem dễ phân biệt. Bò bê hấp kem, nguyên cái lô bò bò bê đến đây, còn là nguyên cái lô đến đây là bò rất là đẹp. Cái máy của em thì em nhớ là em quay trên YouTube rồi em đăng lên, rồi nói chung không quan tâm tới tin nhắn ha, chuyện lu bu giờ em quay đăng lên thôi, em biết không quay đăng lên, còn ai bình luận thì cũng thông cảm ha, vì mình không có hồi âm được, không có thời gian hồi âm, như là không rảnh luôn đó, chứ là không rảnh đó. Bắt bò đi giao bò rồi này nọ công chuyện đủ thứ, trên cỏ rác rồi cái bò tiếp khách, nên em không có thời gian để mà xem cái tin nhắn, anh chị thông cảm nha. Em chỉ ba biết bắt bò về quay đăng lên rồi báo giá, rồi mình khi khách chốt rồi tiếp xúc nói chuyện Zalo thôi, chứ còn ngoài ra không có xem tin nhắn là hoặc là bình luận gì hết, anh chị cũng thông cảm. Miếng lỗ bò rất đẹp luôn anh chị, giá rất là mềm. Anh chị chốt cặp hai cặp em cũng giao cho anh chị luôn, có xe nhà. Quan trọng là bò đẹp á, chứ còn tiền xe thì không nhiêu, vài trăm ngàn dầu. Không có xa nhà em giao tận nơi cho anh chị. Nguyên cái lô bò quá đẹp luôn. Con nào lấy là nách và bè ha. Tuyệt đối là tại bò em là từ 3B hấp kem, 3B kem là dai lép, đít lép mà em không bắt gì tại ha. Không hoàn toàn là không bắt gì tại. Mà 3B hấp kem lần nào lấy là nách và bè, bò rất là đẹp luôn, nhưng quay rất là hở. Trại bò em nó tuyển chọn rồi những mẹ nái lớn mạnh, sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao, xương to đòn dài lưng thẳng, hai chân trước hẻ móng sò, hai chân sau móng thẳng, chân cũng không căng. Có một cái nữa là lưng quằn là em không bắt gì tại nghe, bò là lưng quằn là không bắt, bò hình rất là thẳng luôn, hai chân trước chân sau nó chõm tròn thẳng băng. Con mẹ đó, mấy mẹ đó là mẹ nền đó là rất lớn là nái ha, cho nên bò bê chứ nó nhé mới được gì, xương lưng đòn. Quay tỏ rõ cho anh chị xem từ nè, con số 1 ha, số 1 là bông rất đẹp ha, bông nè, số 1 nè, con số 2 nè, đó, con số 3 nè, đó, con số 4, số 5, số 6, số 7, 7 bộ AB này giá rất là mềm, 7 con giá rất là mềm luôn. Còn con đứng trong mình 3B kem anh chị, 3B kem, còn nguyên cái lô về bò Pháp này để em quay riêng cho anh chị xem. Giá rất mềm, anh chị điện gọi tới con nào thì em qua Zalo cho anh chị xem, em gọi Zalo WeBell, anh chị gõ cho số là 0395168767. Bên đây em chấp nhận rồi, xong rồi kết bạn Zalo rồi xong em quay cho anh chị coi xem luôn, trực tiếp luôn. Em báo giá luôn từ công khai từng con một để anh chị xem biết chốt, em có xe nhà em giao tặng nơi cho anh chị. Nguyên cái lô bò quá đã luôn chị ơi, quá đẹp luôn, giá rất là mềm. Đó, nguyên cái lô bò này rất đều ha. Chiều cao của bò là yếu mét 2 anh chị, nguyên cái lô đây yếu mét 2 ha, 1m18. Ở đây là yếu mét 2 ha, nên mình nói cho rõ ràng, bên đây là yếu 1m2 là 1m18. Còn cái lô bò pháp kem bên đây thì cũng vậy luôn. Mấy con này thì yếu mét 2. Cũng đều tương tự như bạn mấy bò bên kia. Này con này con lấy lưng nách và bè ha, anh chị thấy cho em thịnh ý thì thích thì gọi đến số của mình là 0395168767. Trại bò Tư Chiến, trại bò em liên tục về trại, gồm có 3B pháp kem, ngày mai em về một xe nữa là chín con nữa là gồm có 3B pháp kem. Giá rất là mềm luôn, mấy con nào lưng nách và bè đó anh chị, giá rất là mềm.
Đại bò em giao cho anh chị là giá 18 triệu 500 cho tới 25, 26 triệu. Đó, tùy theo lớn nhỏ, bò lỡ nhiều. Từ 18 triệu rưỡi cho tới 25, 25, 26, 26 triệu. Bò con lỡ cành cành. Ngày mai tiếp tục về 2, 3 con lỡ nữa, lỡ to luôn. Chiều mai là về là một cặp đó là 27 triệu một con, 27 triệu rưỡi một con, với cặp có một cặp là 28 triệu một cặp 56 triệu. Bò mười mấy tháng anh chị, bò 13, 14, 12, 13 tháng rồi, bò lỡ. Mới về mấy con bò cành cành quá, bò lỡ nhiều. Lúc này em đem về trại là đầy đủ luôn, tổng một cây bò em gom về trại gần 40 con. Gồm có bò bê, pháp kem, bò lỡ rất là đông luôn. Chị đến trại bò em biết là một bò, bò từ bò 10... À, có một cặp em bắt rồi á, trong nhà vườn là một cặp á là 30 triệu 800 ngàn, 30 triệu 800 ngàn á. À, chị có thấy đem bò nhỏ thì gọi mình, có đem gì có một cặp nhẹ tiền nhất à, cặp đó là nhẹ tiền, còn nhiêu là 17 triệu rưỡi, 18 rưỡi trăng lên, à, tới 25, 27, 28 triệu. À, cuối video em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại anh chị trong video kế tiếp. Một lần nữa cũng cảm ơn anh chị. À, đầu năm mới em chúc anh chị nhiều sức khỏe, làm ăn và thành đạt trong công việc ha. Cảm ơn.